Xin chào anh em quay trở lại với Beautiful Car nhé. Hôm nay thì showroom Việt Nhật bên em mới về thêm một chiếc Mitsubishi Xpander. Đây là chiếc xe sản xuất và đăng ký 2019 nhé. Một chủ từ đầu. Xe mang biển số tỉnh, biển số cá nhân nhé, màu xám bạc này. Số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Hiện tại chiếc xe này thì km lăn bánh rất là ít thôi. Mới chạy có 1,5 vạn, 7 chỗ ngồi. Đấy. Hiện tại giá đang chào bán là 590 triệu nha anh em. Nếu mà anh em nào đang tìm kiếm Mitsubishi Xpander thì có thể ngó qua con này. 590 số tự động 2019 biển tỉnh màu bạc. Một mức giá rất là hợp lý và dễ chịu. Và dĩ nhiên là mức giá trên thì em sẽ còn có thương lượng thêm. Đây, mời các bác ngó qua một chút tổng thể chiếc xe này. Thì Xpander này nếu mà anh em nào chạy gia đình đối với số tự động này, hoặc thậm chí là có thể kết hợp thêm dịch vụ thì cũng là một sự chọn rất là hợp lý. Giá rẻ, đồ đạc thay thế cũng dễ. Thị trường thì bây giờ rất nhiều người sử dụng nên là đồ đạc nó cũng dễ kiếm, chả khác gì Toyota cả. Trước đây cái mẫu MPV 7 chỗ thì sân chơi riêng của Innova thôi. Tuy nhiên từ thời điểm Xpander ra mắt, cái trung bình tháng bán 2.000 cái thì anh đủ hiểu là cái mức độ người dùng của Xpander nó tăng đột biến như thế nào. Xpander thì sẽ có hai bản nhá. Thường là 2019 thì sẽ có hai bản là số sàn với số tự động. Thì số tự động này là bản cao cấp rồi, nó có đầy đủ hết tính năng. Và đặc biệt là cái xe này thì chủ xe cũng rất là chịu chơi, dán phim trải sàn này, rồi là bọc ghế là chủ xe làm hết rồi. Anh em lấy về chỉ việc sang tên một nốt nhạc thôi là ngon nghè, mình có thể sử dụng luôn được. Đây anh em ngó chút tổng thể nhá. Đèn LED này, đèn halogen này. Đấy. Phía trước này đèn gầm sương mù thì đặt tận dưới thấp luôn. Mặt thì thiết kế đúng kiểu siêu nhân và rất nhiều cái nét của Mitsubishi. Hiện tại chiếc xe này thì đây anh em ngó qua lốp nhá, chạy có 1,5 vạn. Đây lốp nguyên bản theo xe này, anh em nhìn sản xuất này, tháng tuần thứ 11 của năm 2019. Đấy. Chiếc xe này là đăng ký lần đầu là tháng 6 2019 nhá, 6 2019 6 2020, cho đến bây giờ là độ khoảng được 5,5, chạy 1,5 vạn, mỗi năm chạy 1 vạn. Xe gia đình chạy như này là rất hợp lý rồi. Đấy, ốp tay nắm cửa rồi là ốp gương đầy đủ hết rồi, rất cẩn thận. Đây nhá, nội thất thì nguyên bản theo xe nó ghế nỉ, còn chủ xe này là đã sử dụng áo ghế bọc hết các thứ đầy đủ hết rồi. Màn hình DVD này. Đấy, điều hòa một vùng chỉnh cơ. Đấy, cửa gió điều hòa tất cả vị trí nhá, và Xpander này cũng rất là rộng, rộng không kém gì Toyota đâu. Ở hàng ghế thứ hai thì cũng rất là rộng rãi nhá, bố trí với 3 chỗ ngồi này. Đấy, anh em hoàn toàn có thể ngả gập trượt. Đấy. Ngã này xuống, dựng nó lên cái thế là mình vào hàng ghế cuối này. Hàng ghế cuối cùng nha, mình ngồi hai người lớn thoải mái luôn. Cái khoảng để chân anh em nhìn phát là thấy ổn rồi. Đây, dàn điều hòa này, hai dàn lạnh nhá. Đây, xe chạy 1,5 vạn mới hơn 1 năm. Anh em nhìn những cái nguyên bản theo xe này thì nó rất là, nói chung là chưa có gì phải phàn nàn cả. Vô lăng các thứ rất là chuẩn chỉ, km chuẩn nhé, anh em check hãng bao test thoải mái, biển tỉnh. Đây, tổng thể nội thất này. Hiện tại ngoài chiếc Xpander 7 chỗ ra thì bên em còn rất nhiều các mẫu 7 chỗ khác, ví dụ như Fortuner trắng này, Fortuner đen nhập khẩu lắp ráp trong nước này. Đây, Fortuner form cũ lắp ráp cũng có đầy đủ cả. Mời anh em ghé qua showroom Việt Nhật 89 Trần Thái Tông nhé, xem xe trực tiếp, mức giá thì mình sẽ thương lượng. Nếu anh em cần tư vấn chi tiết thêm về các dòng xe thì xin vui lòng liên hệ với em Nghĩa theo số hotline phía bên dưới. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video. Xin cảm ơn ạ.